Rồi, xin chào bạn nhé. Thì trong clip này giới thiệu đến các bạn rất là nhiều sản phẩm Android cũng như iPhone. Toàn là hàng đẹp leng keng như xà beng và chuẩn giá của ngày hôm nay. Ngày mùng 3 tháng 11 2020 các bạn nhé. Nhưng trước khi mà giới thiệu hàng đẹp thì có một con hàng xấu cần phải giới thiệu trước. Bởi vì hàng xấu thì cần phải làm rõ trước đúng không? Còn đẹp thì có gì phải bàn cãi nữa. Đẹp thì cứ thế mà nhìn mà ngắm, mà nắn mà sờ rồi mua thôi. Ok, vậy nhé. Rồi đây, còn đây là có một con hàng 99 iPhone 7 Plus. Tuy là nó xấu đấy, nhưng mà kết cấu nó lại hoàn hảo bởi vì nó zin từ A đến Z. Chỉ bị vài chấm ở viền camera cũng như là cạnh sườn, nên là được đánh giá là hàng khoảng 98% thôi nhá. Thì nhân tiện nói đến cái hàng 98 hoặc là hàng phải nhỡ, bởi cũng có một bạn bình luận. Có bạn bình luận là bảo là xem đúng là hàng keng thì mới đẹp chứ còn hàng phải nhỡ thì chán lắm. Ok, chuẩn. Và nhân tiện đây mình cũng mách nước cho anh em khi mua hàng cũ, bất cứ số nào cũng cần biết, anh em nên hỏi hàng còn bao nhiêu phần trăm. Nếu người ta bảo hàng 99 với hàng keng thì mới là đẹp nha. Còn nếu mà nó bảo là hàng khoảng trên 90% mà không phải, thực tế ra như trong cánh thợ của bọn mình nha, mình nói trong cánh thợ cái từ chuyên môn của nó, khi mà đánh giá hàng 98% là cũng đã có chảy nhiều như thế này rồi đấy, vài chấm camera rồi chấm một sườn từ lưa, đây là hàng 98 nhá. Đấy, còn nếu mà nó bảo là hàng 95, 97 thì anh em tốt nhất là né, bởi vì khỏi phải đặt cọc, nó tốn tiền cọc lắm. Về chắc chắn nhìn nó như là cái mặt giặc, cứ không nhận được đâu. Cái đấy là mình dám khẳng định với anh em luôn. Ok, cho nên mình nói anh em khi đi mà mua máy á, thì đừng có hỏi mua là hàng của nó còn được 80-90% không. Không phải đâu, các cánh thợ nó chỉ đánh giá từ 99% đến keng mới là đẹp nhá. Và giữa hàng 99 với hàng keng là đã chênh nhau khoảng 300. Thì anh em biết là giữa mà 98 nó đẩy xuống tí, giữa mà 99 mà nó đẩy xuống 97 hay 95 thì anh em biết là nó bán là bỏ vỏ luôn rồi. Đấy, các cánh thợ nó giao cho nhau, các cánh lái buôn nó giao cho nhau là bỏ vỏ nhá. Là những cái thằng mà nó cạnh tranh, nó muốn bán hàng giá rẻ để cạnh tranh về giá, mọi người nghe giá là sướng liền, bấm vào xem video liền. Là những cái sản phẩm đó là thật sự ra hàng bỏ vỏ nhá các bạn. Hàng bỏ vỏ là sao? Có nghĩa là hàng đó nó chỉ cấn này, vỏ nó xấu. Và những thương lái người ta lựa ra đánh giá sang cái hàng gọi là hàng bỏ vỏ là nó rẻ hơn. Có những cái máy iPhone này các bạn biết vỏ nó giá trị đến tiền triệu. Đấy, chẳng hạn như iPhone 7 Plus ở đây thôi, vỏ của nó không là cũng đã phải, nếu mà vỏ zin bây giờ các bạn đi thay mà vỏ zin linh kiện thôi nhá, loại chuẩn đấy. Đấy, loại chuẩn tức là thay vào là sóng gió êm ả và liền lạc ngon lành nhá, thì nó cũng đã phải cỡ, mình nghĩ là cũng phải cỡ 600.000 có rồi. Đấy thì các bạn bảo hàng bỏ vỏ thì nó đã phải chênh hơn bao nhiêu. Nên là có một số, mình thấy có một số kênh, một số shop á, là bán theo cái kiểu đấy. Nên là mọi người không biết là vô tình mắc vô cái bẫy đấy. Cứ bảo hàng này hàng 95, 97, nghe thấy sướng. Nhưng mà đấy, mình mách cho các bạn thế thôi. Còn riêng về đi sửa máy thì thế này, các bạn lại đừng cầm đèn chạy trước ô tô nhá. Các bạn cứ máy bị làm sao, các bạn cứ đưa cho người ta kiểm tra tí nữa, người ta khắc báo cho các bạn là nó chính xác. Còn các bạn đoán rồi các bạn bảo thay, thấy máy không lên thì vào bảo thay cho anh cái màn hình hay là thay cho anh cái main là các bạn thất bại rồi. Vì thực tế ra có khi nó đau ở đây nhưng mà nó bệnh chỗ khác. Tốt nhất không thuộc chuyên môn của mình vào cứ bảo ơi kiểm tra cho anh cái máy, tự nhiên anh đang xài mà giờ nó không lên nữa. Đấy, đôi khi nó chỉ lỏng cục pin nó cũng không lên, hay là nó chỉ hết pin quá nó không lên, nó sốc điện nó không lên, nó vào nó kích pin cho mình một cái, nó sạc một tí là lên ra, nhiều khi nó còn làm hộ cho. Còn cứ lại cầm đèn chạy trước ô tô giống như anh đây là biết lắm rồi. Ok, cái này thay cho anh cái men hay là thay cho anh cái màn hình là tiền triệu ra đi ngay. Đấy, thế nhá. Rồi, bây giờ bán máy. Và ở đây có một con 7 Plus, con này hàng 98 thôi nhá. Đấy, đây là con hàng bé tí nhất trong shop di động Nhật Nam. Thuộc dạng là đánh giá xấu nhưng mà vẫn chưa phải là hàng bỏ vỏ như là hàng 97 hoặc là 96 các bạn nhá. Đấy. Đây này có vài chấm ở chỗ này và chấm viền camera, tuy nhiên zin nguyên bản nhà sản xuất như câu nói xấu nhưng kết cấu hoàn hảo nhá. iPhone 7 Plus mã Anh là mã châu Âu, Anh Quốc các bạn ha. Đó, con này pin zin thì trên cơ bản vẫn dùng được, chưa bảo trì nhưng hơi kém rồi, nếu bạn nào kỹ thì thay pin, mình có hỗ trợ thay pin này 200.000 đấy. Nhưng mà giá bán của ngày hôm nay khi mà chưa thay pin anh em vẫn cứ xài bình thường, pin hư về tự thay, 7 Plus thay rất dễ nhá. Giá bán 5,3 triệu thôi, máy quốc tế và đẹp khoảng 98%. Đấy, 98% mình là còn ok nhá, nó bị vài chấm đây thôi nhá. Đấy, khá là chất nhá, máy quốc tế 7 Plus 32GB màu đen nhám. Và ai muốn hỗ trợ thay pin cộng thêm 200 là 5,5 triệu ha, ngon lành về chỉ việc dùng. Tặng dán cường lực ốp dẻo và sạc.
Rồi tiếp theo đây giới thiệu nhanh mấy con hàng này, nãy giờ mà nói chung mất thời gian quá. G6 RAM 3 bộ nhớ 32GB, màn hình 5 inch 8, Super AMOLED Samsung chính hãng, dùng được 2 SIM, giá bán 2,1 triệu. Samsung Galaxy A6, A6 này cũng màn hình 5 inch 8, RAM 3 bộ nhớ 32GB, rất là chất, máy khá là keng, giá bán 2,3 triệu. Samsung Galaxy A20s màu mận chín, máy rất là keng, mới, sản xuất 2019 nên là còn rất mới bạn nhé. Con này smartphone có màn hình to 6.5 inch mà giá vô cùng rẻ, chỉ có 2,8 triệu, RAM 3 bộ nhớ 32GB, 3 cam sau, vân tay sau lưng, máy khá là ok. Tặng đầy đủ phụ kiện nhé, đối với sản phẩm Android là luôn luôn tặng đầy đủ phụ kiện, lâu lâu mới có một vài máy thiếu cường lực với ốp thì mong rằng các bạn hãy thông cảm nhé. Bởi vì những cái nào không có rồi là không tặng. Đấy. Còn đa phần là Samsung là mình có đủ hết á, Samsung đời mới mới khoảng sản xuất từ 2018 trở lại đây là đa phần có hết nhá. Rồi đây là Samsung Galaxy A50, màu xanh có thể nói tươi xanh như nồi canh. Con này 3 camera, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, pin 4000, màn hình giọt nước 6 inch 4. Màn hình Super AMOLED nên rất là chất và màn hình công nghệ mới, màn hình giọt nước bạn nhá. Vân tay trên màn hình. Đấy, khá là chất. Và đây dĩ nhiên không phải vân tay mình nên mình không mở được nhá. Ok. Và con này có giá bán 3,5 triệu, giữ giá rất là lâu rồi. Thậm chí là giữ dáng luôn, rất đẹp các bạn nhé. Có màu xanh và màu đen cho các bạn lựa chọn đây. Ok, chính hãng dùng 2 SIM, ngon lành, cành đào chỉ có 3,5 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện. Cam kết là hàng zin chính hãng cũng như là bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng tại shop di động Nhật Nam. Bên cạnh đó chúng ta có một con sản phẩm siêu hot và nổi tiếng hàng hơn 2 năm nay, đó là con A9 2018, màu xanh ngọc. Khá là chất, màu xanh này còn gọi là màu xanh biển các bạn nhé. Xanh biển đi cho nó thuận tiện, xanh ngọc nó sáng hơn, nó tươi sáng hơn ha. Con này màn hình 6 inch 3, pin 3700, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Tuy là sản xuất 2018 tuy nhiên là còn rất keng, rất đẹp, rất mới và 4 camera sau, vân tay sau lưng. Giá bán 4,2 triệu, sản phẩm chưa bao giờ là hết hot. Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm Samsung Galaxy A51. Con này có màn hình nốt ruồi lại lên một tầm cao mới. Màn hình nốt ruồi có nghĩa là nó không giọt nước, giọt nước gì hết, nó chấm ngay giữa màn hình nhìn rất là ok. Con này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB với quả thiết kế camera sau hình chữ nhật theo phong cách hiện đại, thì con này là một sản phẩm bán rất chạy trong thời gian gần đây. Samsung Galaxy A51 chính hãng, siêu chuẩn, siêu chất, giá bán 4,9 triệu và có hai màu cho bạn lựa chọn, đó là màu đen và đây là màu xanh ngọc, tươi xanh như nồi canh luôn, rất là chất, tặng đầy đủ phụ kiện bạn nhé. Sản phẩm này mới thì đương nhiên là sẽ cập nhật được đầy đủ như ốp dẻo, dán cường lực các cái, rồi sạc tai nghe đầy đủ, không thiếu món ăn chơi nào hết. Rồi tiếp theo đây, không phần kém cạnh thì chúng ta sẽ có một cặp Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 này thì nổi tiếng và đặc điểm của nó là có cái quả camera sau như hình cái bạc đạn hoặc là viên chân châu đây này. Đấy, rất là ok với 4 camera sau. Và đây là máy màu xanh rất là chất, còn dán luôn cả lưng. Bây giờ mình sẽ lột ra cho bạn xem để yên tâm rằng sản phẩm này không chảy xước dù là nhỏ nhất. Và đây xứng đáng là một sản phẩm siêu lướt, tức là hàng rất keng. Đấy, Nhật Nam hay gọi là len keng như xà beng. Ok, khá là chất với RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Con Oppo Reno 4 này có giá bán ra cho các bạn là 6,100,000. 6,100,000 các bạn nhé. Tặng đầy đủ phụ kiện và dĩ nhiên không có ốp dẻo. Con này mình chưa có ốp dẻo. Có hai màu cho các bạn lựa chọn, đồng giá là 6,1 triệu, đó là màu đen đây nữa. Máy rất mới, có thể nói là như một cái máy mới và rất hot ở thời điểm hiện tại bạn nhé. Rất chuẩn với quả camera này luôn, Oppo Reno 4. Rồi tiếp theo đó mình giới thiệu đến các bạn một con iPhone 11 Pro. Con này thì chả có gì phải sửng sốt cả bởi vì nó đã khẳng định được tên tuổi rồi nhá. Màn hình tuy nhỏ nhưng người ta nói nhỏ nhưng mà có võ này. iPhone 11 Pro nha bạn. iPhone 11 Pro với 3 camera sau, màn hình hiển thị 5 inch 8 giống như là XS hoặc là X thôi. Tuy nhiên nhỏ mà có võ đấy. Con này khá chất và giá bán là 17,800,000, có tặng kèm theo sạc nhanh 18W các bạn nhé, cũng như là dán cường lực ốp dẻo. Và cái tai nghe zin chân dẹp sẽ không tặng kèm đối với những sản phẩm iPhone mà sử dụng chân sạc cùng với chân tai nghe, bởi vì sản phẩm đó bên mình chỉ có sản phẩm tai nghe zin sẽ bán kèm ra, nếu như bạn nào có nhu cầu sử dụng với giá 300.000, hỗ trợ khách hàng bán chỉ 300, còn bạn nào không có nhu cầu thì thôi, mình tách ra khỏi máy cho khỏi tốn tiền bạn nhé. Ok, iPhone 11 Pro giá bán 17,800, màu đen, chỉ còn duy nhất màu đen bạn nhé. Tiếp theo đó mình giới thiệu đến các bạn một con iPhone XS Max, sản phẩm chưa bao giờ là hết hot, đã ra đời và mở bán được 3 năm nay từ 2017.
Tuy nhiên đến thời điểm này giá vẫn rất là chát. Các khách hàng vẫn đánh giá con này giá vẫn chát, nhưng thực tế ra thì ok con này, bởi vì với cấu hình này nó còn thống lĩnh thị trường rất là lâu và chưa là lỗi thời. Phải vài năm nữa cũng chưa lỗi thời, cho nên nó giá cao là cũng đúng thôi nhé. Tiền nào thì của đó. Và đây mình còn một con XS Max với hiển thị màn hình 6.5 inch màu gold, pin trên 90%, máy mã Mỹ 64GB, có giá bán là 14 triệu đối với sản phẩm màu gold đây nhé. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có được sản phẩm màu đen. Với sự lựa chọn cho sản phẩm màu đen này thì bạn sẽ rẻ hơn được 500.000 với 13.500 thôi. Rất là chất và máy mã Mỹ 64GB. Chắc chắn rồi, máy quốc tế và chính hãng trái táo cắn dở, hãng Apple, duy nhất một hãng trên thế giới có trụ sở tại Mỹ sản xuất nhé. iPhone là nhờ Nam chỉ bán của hãng đó thôi. Ok. Và con màu đen này pin còn 93%, máy khá là chất, đẹp len keng như xà beng, chuẩn chỉ luôn. Giá bán 13.500, iPhone XS Max có hiển thị màn hình 6.5 inch và sản phẩm 3 năm rồi vẫn chưa lỗi thời. Rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ có một cái XS Max phiên bản cao, phiên bản 256GB, phiên bản này không phải lúc nào muốn mua là cũng có. Ok, đây là phiên bản XS Max 256GB, pin còn 88%, khá là chất, máy mã Mỹ. Mã Mỹ các bạn nhé. Và chắc chắn rồi, máy quốc tế, sim nào cũng xài được, nhà Nam cam kết không bán máy lốc mà. Và dĩ nhiên, đây là máy zin nguyên bản nhà sản xuất. Và hôm nay còn một máy duy nhất màu gold có giá bán là 15.300 các bạn nhé. 15.300. Rồi, tiếp theo mình có một con XR màu đỏ, đỏ tươi luôn, đỏ chứng tỏ yêu anh luôn, ngon lành cành đào. Đây là phiên bản trả bảo hành. Trả bảo hành có nghĩa là có một cái máy XR bị lỗi, còn trong thời hạn bảo hành của chính hãng nên gửi vào hãng, người ta đã đổi ra cho mình một cái máy khác. Và sản phẩm này đã được sử dụng ít, với chỉ 50 lần sạc, pin còn nguyên 100%, máy có thể nói như là một cái máy mới. Hôm nay mình bán nốt với giá 10.200. Mình nói bán nốt đây có nghĩa là trả lời lãi gì nữa các bạn nhé. Ok, khá là chất luôn. 10.200.000, không khác gì một cái máy mới iPhone XR 64GB mã Mỹ. Rồi tiếp theo, mình còn duy nhất một sản phẩm iPhone 11. Ngày mai ngày mốt thì mình về đủ màu hơn cho các bạn. Mình đang về thêm vài chục máy iPhone 11 vì bán rất chạy nhé. Hôm nay thì tạm thời đây chúng ta chỉ còn duy nhất một máy màu tím khói, hay còn gọi là tím mắm tôm. Ok, con 11 này thì khá là chất. Thậm chí là Actigen còn bảo hành chính hãng Apple nhé. Tuy nhiên bên shop Nhật Nam thì vẫn cứ bảo hành cho bạn một đổi một trong vòng 3 tháng đầu sử dụng nha. Khá là ok. Và con iPhone 11 màu tím ở đây, còn duy nhất một máy ở đây, hôm nay mình sẽ bán ra cho các bạn với giá là 14.200. Chắc chắn rồi, pin mới sạc dưới 50 lần, còn nguyên 100% luôn. Khá là chất, khá là chuẩn nhé các bạn nhé. Sản phẩm iPhone 11 trở lên thì chúng ta đã được tặng kèm theo cái sản phẩm sạc là 18W zin. Mình hay sử dụng cho 11 Pro Max và mình bán lẻ ra 400 cho các bạn đấy. Thế nhé các bạn nhé. Rồi ok, vừa rồi mình giới thiệu đến các bạn rất là nhiều sản phẩm. Bạn nào kết sản phẩm nào hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979782366 hoặc là số 0367709123 để mà đặt cọc mua hàng. Bên shop Nhật Nam rất là nhiều hàng siêu lướt, hàng cũ chính hãng và hàng trưng bày cũng như hàng thanh lý chính hãng, và iPhone chính hãng Apple cũng như là quốc tế, không bán máy đã sửa chữa trên men và không bán máy đã thay thế màn hình linh kiện vào máy. Chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng và linh kiện cho kèm theo cũng rất là chuẩn chỉ. Các bạn chỉ việc đặt hàng là mua thôi, là mua về là dùng thôi. Đấy, không phải nghĩ ngợi gì hết các bạn nhé. Nhật Nam luôn luôn cam kết là sẽ mang đến chất lượng cũng như là uy tín phục vụ cho tất cả các khách hàng gần xa trên cả nước, với cái hình thức là ship code đồng kiểm trên toàn quốc. Các bạn sẽ phải chỉ đặt cọc trước 100.000 đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu. Qua một trong hai hình thức đó là chuyển khoản đặt cọc hoặc là đặt cọc bằng thẻ cào. Bạn nào đặt cọc bằng thẻ cào vui lòng mua thẻ Viettel hoặc Mobi 100.000, về cào ra gửi mã nạp tiền và cả dãy số seri in trên thẻ gửi sang cho Nhật Nam qua SMS, hoặc là có thể thêm Zalo của Nhật Nam, hai cái số vừa nãy Nhật Nam đọc. Thêm Zalo vào, cào thẻ ra, chụp hình cái thẻ khi đã cào gửi sang cho Nhật Nam, gửi đầy đủ thông tin để có thể gửi hàng cho bạn qua đường bưu điện các bạn nhé. Thì từ 3 năm ngày các bạn nhận được hàng. Khi nhận được hàng các bạn cứ yên tâm một điều rằng như thế này: các bạn được kiểm tra hàng ok rồi phải nhận nhé. Tiền cọc của các bạn đã được Nhật Nam trừ luôn vào tiền máy, nên là các bạn khá là yên tâm. Và các bạn sẽ phải thanh toán thêm cái khoản phí ship bên bưu điện họ thu, vì Nhật Nam không bao phí ship nhé. Nó từ 30 đến 100 ngàn tùy theo giá trị và cân nặng của sản phẩm các bạn nha. Cảm ơn mọi người luôn yêu mến. Nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ video và đăng ký kênh nếu như bạn nào chưa đăng ký. Khi đăng ký hãy nhấn cái chuông chọn thông báo để đừng bỏ lỡ clip nào mới nhất của Nhật Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.